Thì sao vậy? Đau bụng đó đó hả? Rồi, đây mẹ cầm này cho, đi ra ôm ba cái, chia tay ba nó, bye bye ba nhà. Bye daddy, say bye bye daddy. Bye bye baby. We have a safe trip to Chicago and back. Love you. Bye bye con. Bye bye mẹ. Bye bye. Bye bye. Bye bye honey. Hôm nay là mình đi qua nhà thăm chú Thiến Năm ở Chicago. Dạ chồng mình với con gái với cháu ngoại. Are you okay, JD? Rồi, đây. Đúng rồi, mua chuối ở Target được. Bye. Thôi khỏi nói đi chay à. Bây giờ là lên đường. Nhưng mà trước tiên á các bạn ơi thì phải đi đi mẹ cột coi cái dây dài của mẹ kìa, nó bị ấy á. Đi sẵn bây giờ trời mưa các bạn nên là để cho chồng Ngọc ở nhà cả ngày luôn. Nên là bây giờ cũng còn sớm nên là dành ra nửa tiếng đồng hồ để đi ra cửa hàng để ship hàng đồ này kia hết giùm cho ảnh. Cái xong rồi cái mình đi. Cũng còn sớm. Chứ mưa này thì đi ra ngoài thật cũng làm biếng lắm. Mưa mà vừa lạnh nữa nên thôi mình đã đi ra ngoài được rồi, thôi mình đi làm luôn cho rồi. Ai? Ai? À, nó nói ông ngoại gì nhìn giống chú Năm quá. Cởi áo ra cho nó luôn, ba vô trong đó là cởi áo ra cho nó rồi mình cho nó lên ghế ngồi. Chay. Mẹ bán cái gì? Mẹ bán gì? Không biết mẹ bán gì luôn hả? Không biết luôn. No, I said it was my chip. Rồi nói đi. Gia đình sẽ đi ship hàng xong rồi cái sẽ chở ba mẹ lái xe 5 tiếng đi xuống Chicago để thăm chú Năm. Ba cũng mấy năm rồi chưa gặp lại chú Năm ha? Chưa gặp lại chú Năm rồi, bên đây cũng 2 năm rồi ha. 3 năm rồi anh Công rồi, 3 năm. Không bằng thời gian của bằng con thời gian. Đúng rồi, chú Năm có về Việt Nam. Hả? Bên đây cũng 2 năm rồi. Đúng không? Đúng. Cũng bằng thời gian của con, kỳ con về rồi chú Năm có về nữa. Đúng không? Rồi bây giờ thì mình ship hàng xong đi ra kiếm cái gì ăn trên đường mình đi. Đúng rồi. Rồi cái mình lái xe từ từ xuống dưới thôi, chú Năm cũng rất là đang đun nóng. Rồi. Thì mọi người chồng Ngọc anh có ở nhà nên là chồng Ngọc anh sẽ ở nhà ship hết những cái hàng mà mọi người muốn order. Nếu như mà mọi người muốn order những cái sản phẩm nào bên nhà Ngọc á, mọi người mà bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không được á thì có thể thử dùng cái nhị hoa nghệ tây này. Còn ai mà bị viêm đau xương khớp đồ này kia đó là bên năm xương khớp này ở Mỹ còn hàng, chứ Việt Nam thì Ngọc đang ship về cho tới đầu tháng 11 mới có hàng lại nên ở Việt Nam tạm thời chưa có. Nếu như mà mọi người muốn mua thì mọi người có thể đặt hàng trước đi, rồi để lại tên tuổi số điện thoại rồi cho anh Bảo, rồi chừng nào có hàng anh Bảo gọi cho mọi người để cho mọi người ấy. Nếu mà ai mà bị viêm đau xương khớp á, nhức mỏi đồ này kia, khớp gối, khớp tay rồi đau lưng rồi này kia, dụng vi cá mập của Nhật Bản rất là tốt. Rồi cái là cái những cái bộ sản phẩm mỹ phẩm ở bên Ngọc. Còn mà kem thì chắc mọi người mua, chắc bây giờ mà mọi người bấm vô mua thì hết rồi, tại vì bây giờ kem là cũng còn 2 tuần nữa mới có lại cái kem ban đêm. Rồi đây là rồi bên Ngọc có trà giảm cân nữa nếu như mà mọi người muốn mua. Rồi sữa ông chúa nữa đây nè, sữa ông chúa ba sẵn ba uống một cái thanh lọc gan để lọc gan chút đi nữa. Đó rồi ok, chồng Ngọc ở nhà sẽ ship hàng cho mọi người nên mọi người cứ yên tâm nha. Rồi bây giờ đây, bà cái này cho cái gan sức khỏe. Cái này là thanh lọc để độc gan của Nhật luôn. Trời, Ngọc có bán okay. Luôn. Một hộp như vậy là có 10 chai đã các bạn. Bỏ vô ngăn mát tủ lạnh uống ngon lắm, dễ uống lắm. Ồ quá ngon. Ngon không? Quá ngon luôn. Ngon lắm mát. Đây nè mẹ, con mẹ mẹ uống trong trà hoa thảo nè. Trong trà hoa thảo nè. Chú đủ cô vô mua qua dặn nha. Trước khi đi là nhớ lấy đồng trùng hoa thảo cho mẹ uống, uống cho mẹ ba uống cho khỏe. Cho ba đi xe đi đường xe cho nó khỏe nè. Uống chai thôi, còn với chú Năm với cái Năm có mình xuống kia mình uống ké. Rồi ok thôi đi thôi. Đây nó có uống gì không? Đang tính đi các bạn, Ngọc còn đứng ở tiệm ông nè. Đang tính đi mà thấy cái chú bưu điện UPS là đưa cho ông đồ luôn, cho ông giờ chở đi luôn. Giờ khỏi đi bưu điện, khỏe. Khỏe không ba thấy khỏe không ba? Đó bây giờ là cả nhà là đang trên đường đi rồi, nãy ghé vô ăn mua cái bánh hamburger để ăn. Ba hamburger cũng được chứ ba hả? Ngon ngon. Ba nãy giờ ba không ăn. Ba nãy ba nó kiếm quán Việt Nam nào ghé vô mua.
cái Ngọc đó thôi. Bây giờ với quán Việt Nam là tới giờ này người ta chưa mở cửa, mà mình vô mình ăn nữa là nó lâu lắm. Nên là ghé qua quán hamburger cho ba ăn, mà ba nó bàn ba thấy ngon. Ai cũng ăn hết hamburger luôn rồi kìa. Dữ chưa? Thì Quỳnh hồi nãy giờ mọi người tin là chồng Ngọc gọi là cỡ chừng 3-4 cuộc, mà nãy giờ Ngọc mới vừa ra khỏi nhà chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Em hả? Em nhớ dặn ba uống nước nha. Mới gọi tới thì cúp máy đây. Em ơi, em nhớ nhắc ba uống nước nhiều vô nha. Ba đã để ba ăn xong rồi ba uống. Thế đó. Cứ sợ ba không uống nước, tại vì lâu nay ba Ngọc rất là ít khi uống nước. Nên là khi mà Điện Quỳnh biết được cái đó thì Điện Quỳnh rất là hối. Giống như mà mỗi lần mà con giống như con cần cái gì là Điện Quỳnh cứ hối hối mà hối, nhiều lúc mình bực mình luôn mẹ. Chịu lúc bực luôn á. Đó, nhưng mà cái thật là rất là song sáo, rất là quan tâm, là có để cái ý trong lòng để cho mình khỏe đó. Nên là bà uống nước nhiều vô, lỡ mà có trên đường mà mất vệ sinh á, nhiều cái chỗ để mình dừng lại lắm, mà sạch sẽ lắm. Nên ba với mẹ đừng có lo. Ủa, ăn hết cái bánh burger luôn ta. Ngon lành ha. Ngon lành, rất nhiều. Không, ba ngồi chút cái chừng tiếng, 2 tiếng hồ sau ba uống thêm chai sữa, anh xui vô dùm cho con. Rồi, ok. Nó bị chiều luôn á. Gì nó tới chiều quá cái. Bây giờ mới có 11 giờ mà ăn cái bánh hamburger nó tới chiều. Bụng ba Ngọc có chút xíu rồi nè. Bởi vì con ngày con ép ba ăn cho cái bụng ba, cho cái cơ bụng nó giãn ra chút để ba ăn nhiều vô. Ăn nhiều mới có sức khỏe. Tập cho ba ăn nhiều lận Ngọc. Nó bệnh nó không có chịu ăn. Thì đó, con nói qua bên đây là con là camera giám sát ba. Nó bệnh là con anh bảo đồ này kia, nói chung là anh thương với con trai thì cũng anh không có biết bằng ảnh. Còn ảnh còn sức khỏe của anh vẫn còn để vợ anh với đó. Thì đó, bảo thấy ba có mẹ đó. Bây giờ là trên đường mình đi chơi luôn hả con? Gần 5 tiếng hồ nữa tới, nhưng mà phải đi ấy đi con sao, chứ còn mà tới giờ kẹt xe là tới tối mới tới. Hôm nay rất mừng là quá mừng cũng mà ổn rồi. Chứ còn mà qua mà ba gặp mà đi thăm chú Năm ở bệnh viện, các con nói thôi rầu nó buồn dữ lắm. Rất là buồn. Bởi giờ con hối chú bao lâu đi chứ còn mà ba con qua mà chú có cái gì là buồn dữ lắm. Mới chịu đi đó. Anh em lâu ngày gặp nhau. Bánh này ngon này ha. Ngon ghê lắm ha. Dễ ăn, có bơ có đồ gì. Cho ba này ngon nè. Dù chị đang ăn bơ nữa, có bơ có đồ dễ ăn rồi chứ. Chung quy bao nào giờ ba không ăn mấy cái này. Không, mà thật sự á là công việc của con á dễ đi tới đi lui nên mới đi được á. Đúng rồi. Chứ mà con nói ba mà ba qua cái lúc mà con còn đi làm, mình đi làm neo á. Đúng rồi. Rồi sao con nghỉ đi được. Đúng rồi. Thấy trước rất là khó luôn. Đi á là không có tiền. Đi là mất một ngày làm, mà ở 7 ngày là mất 7 ngày làm. Đúng rồi. Khó lắm. Nhằm lúc tiệm ta khách trong, ta đâu có trong. Đúng, trong tiệm người ta khách, người ta đâu phải mà mình làm công cho người ta, mình nghỉ là mình nghỉ. Đúng rồi. Khách trong người ta không có muốn trong. Bởi vậy ba cũng rất là thấy là ba cảm thấy ba mừng ở trong lòng. Rồi qua đây để con đã có cái việc làm con rất là ổn định, không có lệ thuộc vào ai hết. Nên ba mẹ thấy vậy là cũng là rất là mừng luôn. Để có thời gian đưa ba mẹ đi đây đi đó. Thấy không? Đi thăm thú Điện Biên rồi đó. Ba mẹ thấy ba mẹ cũng rất là ok luôn. Nước da của mẹ thấy tươi trắng á. Con để vậy là mẹ lấy điện thoại lên luôn. Ok á. Mấy tháng về. Cố gắng giữ gìn sức khỏe đi. Nó hoài nói nọ, ngày nào cũng mở YouTube con lên coi là thấy ba mẹ con hoài. Ngày nào cũng mở lên con Ngọc coi là thấy con à. Dạ. Ngày nào cũng mở Ngọc lên coi là thấy con với bãi à. Nhỏ nhỏ chay à. Mẹ mượn đi. Dạ. Ngủ ngạc. Ngủ ngạc đấy. Ngạc kìa đó. Phải không nội ơi? Không cũng được, nội nhìn cũng được á. Có cái đau lưng hồi bữa bà nội bà làm gì bà bị cập sinh sống rồi ta? Đau tuổi già rồi con biết không? Phụ nữ mà dài mà hầu bà mẹ bà nội bà sinh để 9-10 đứa con. Đi xe cái tưng xe đó Ngọc. Tưng xe bà đau tới giờ. Tới bây giờ luôn. Cuộc sống tuổi lớn, mấy người lớn tuổi cuộc sống yếu lắm. Đẻ mười mấy lắm. Người con nữa chứ. Ờ, ba thấy cái đoạn đường đi đẹp dễ sợ ba. Quá ok luôn. Ở bên đường bây giờ là mọi tóc người luôn. Đã thấy được là rất là nhiều lá, rất là nhiều màu, chuyển màu, cây chuyển màu vàng.
tưởng rồi rồi đó. Tưởng là xong rồi, chữ tiếng này đi là trời mưa rồi chứ, ai ngờ chút nó nắng. Cái đoạn đường đi chú Bình đây là lần thứ 2 ba đi chú Bình này. Đúng rồi. Rồi tắt đi ba, tắt đi. Mẹ với ba là đây là sẽ là lần đầu tiên qua thăm nhà của chú Bình luôn á. Đúng rồi. Tại vì là tại vì chú Bình mua nhà lúc là chay sinh nhật 1 tuổi rồi này hả? Là mấy năm rồi thì đây là lần đầu tiên. Lúc chú Bình lấy nhà mà mẹ chuẩn bị đi về. Là lúc đó là mẹ không có đi xuống. Nhà thì mẹ với ba thấy trong video rồi đó, rộng rãi lắm. Bình với Tiến Phượng mà đăng ký nhà thôi nha hả? Cái nhà bên Florida của con mà không có chú Bình với Tiến Phượng mà qua bay qua giúp là coi như sao? Mặc dù đi mua đồ qua là con với Tiến đi mua chung. Tiến hỏi con ơi con thấy cái này được hay không? Rồi con mới cầm cái khác con hỏi Tiến thấy cái này được hay không? Thì hai người cùng đồng ý thì mới bắt đầu mua cái món hàng đó. Nhưng mà mình cũng cần phải có ý kiến qua ý kiến lại rồi này kia đó. Đó tạo ra thành được cái căn nhà bên Florida của con. Mọi người vô ở ai cũng thích các ba ơi. Ừ. Mọi người ai vô ở là cũng nói là sẽ về giới thiệu cho bạn bè là có đi qua Florida là ở bên nhà con rồi. Nói chung là toàn là cô chú anh chị thích nhà không. Quá trời quá đất luôn, quá vui. Có cái mắt thẩm mỹ. Chúng mình có mặt thẩm mỹ vô năm chú Bình cũng có. Nếu mà nói thiết kế là chú Bình thiết kế rất là hay. Rồi mọi người ơi, bây giờ tới trạm dừng chân đầu tiên hả ba? Đúng rồi. Nhớ mà có ghé một lần phải không ta? Chắc có ghé thì đó, mình thường thường mình đi Chicago thì mình có ghé cái trạm dừng chân. Đây là cái nhà dừng chân nè mọi người. À, ngoại ra luôn nè. Chạy ra không chạy? Chạy ra luôn không? Có phải không? Rồi để mẹ tắt máy xe, mẹ lấy chìa khóa khóa xe lại luôn. Tưởng mẹ với chay ở trên xe. Ê ngoại bông có rác kìa, gì á? Mắt. That's a nice color. Thank you. Chú đi chú khen cái màu xe của Ngọc đẹp. Dễ thương. À, trời ơi. Ngoại là ngoại bây giờ là lo cho nó từ A và tới Z luôn á nha cô chú nha. Ẩm vuông à. Coi cuối cùng cũng mát mẹ hả? Mát, này đỡ. Này đỡ. Không bận áo khoác luôn cả nhà, không có cũng không lạnh, mát mát. Rồi, bây giờ bắt đầu ra tiếp tục các bạn ơi, hết xăng. Nên là mình sẽ dừng tới chỗ này đổ xăng. Bây giờ chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi, hai tiếng 20 phút nữa là tới chơi rồi. Đang đứng cây xăng nè, cái chay chay này, cái con chay chay này nó lợi dụng cái cơ hội, cái con chay chay này. Thằng Quang trời lên nó lợi dụng cái cơ hội. Ê, đổ xăng nè mọi người. Ba đâu ba? À giờ có đó gì hả? Ở trong này người ta bán nước, nghỉ ngơi, ăn uống đồ này kia nè. Ba thấy tiện lợi không? Tấp vô cái có cây xăng liền không? Tiền xăng nè ba nè. Nè xăng 87 nè, xăng 89 nè. Đổ xăng máy. Con đổ 87. Hả? Ông lấy tiền à? Ông lấy tiền sao nói lại coi. Ông bỏ gì? Ông bỏ vợ. Ông bỏ vợ, ông bỏ con, ông lấy tiền hả? Rồi. Đây nè, cái đường này là thằng quẹo đi thẳng vô là bắt đầu tới nè ba nè. À ok. Ta thấy hai bên đường nè. Đường đẹp quá hả? Cây xanh ha. Cây xanh cái nhà này cũng đẹp ghê chứ hả? Khác với cái khu hồi bữa ha. Ừ, khu mấy năm trước ba mẹ qua. Đúng rồi, chỗ này đẹp quá chứ. Thích ở chỗ đông đúc vậy nè.
đi Việt Nam là cũng nhiều hả Ngọc ha? Chắc cũng có. Đây, đây, nhà đây. Hai chiếc xe đang đậu đó. Chiếc xe đang đậu đó. Ok. Anh chờ từ rồi sáng giờ anh còn miết nữa chứ rồi. Nhà kế bên gì là chơi. Món quà là mừng dữ lắm luôn á. Ba, nhà cái nhà đối diện là nhà chú toàn Việt Nam luôn đó. Ok. Ok. Rồi, xong. You see my face? Đúng. It's half the temple. Cái gì? Có đám bông đẹp quá trời. Mà con có mụn hả? Nhiều chuyện quá. Không có đám bông đẹp quá trời. Quá đẹp luôn. Hai chú. Quảng Công City thấy là Quảng Công City. Sao mày đâu phải chưa? Khỏe cũng đỡ quá. Giờ cũng mừng rồi. Sao cũng không thấy chị lại. Không ôm cháy này về không kì. Hai chị em xin đôi. Đi cũng nhanh đấy chứ. Không phải đáng lẽ vô tới mà vô tới thành phố bắt đầu cũng lên tiếng đồng hồ. Vậy hả? Dạ. Thì Quỳnh đi nhà bác gái. Đi nhà hả? Chị đi tới xa không? Cũng không xa. Đi xa hả? Tưởng đâu có một cái. Ốm gì hả? Ốm, dạo này ốm ốm đó. Dạ, bệnh quá chị ơi. Dạ, em bệnh nằm viện 4 ngày rồi. Khỏe, luôn ổn rồi chị mừng. Dạ, mừng hả? Đây nè, đây, ra ra nè. Đi vòng vòng rồi vô thăm nhà chú luôn đi. Cái gara mới làm lại lên đây luôn. Chiếc xe làm lại đẹp quá hả? Chiếc này làm lại đẹp quá. Chiếc xe mới quẹt đó chứ. Chiếc xe làm lại đây ngoài đó nè. Xe kia, ngoài kia. Ra ngoài đây nè. Số này đầy mát. Số kia ngoài đây ngồi đây nhậu nhạt ở đây cũng ngon. Ngồi đây khỏe hơn. Kêu quá thì kêu. Rộng ha. Ok. Chúng ta chỗ sang luôn á. Có, anh để cái bếp này luôn nè. Đi tới luôn á. Dạ. Nấu ở đây không có hôi nhà nha. Nấu cái gì chiên cá, chiên gì đó. Đúng rồi. Làm gì cái này luôn mà. Nấu ít hết trong nhà. Ok. Cái đường mình đưa mình cái đường mình đi xuống đây là cái đường từ gara đi vô. Vô đây vô nhà luôn. Vô nhà luôn á. Vô nhà luôn. Rồi. Nó vậy là vô nhà nó. Đây, đúng rồi, cái con su này nó phải ra chứ. Nó phải ra, nó nhìn mất 4, mất 7. Con su đâu? Ôi trời, Mừng lắm. Rồi, vô nhà đi. Chú cho bao là bữa nay cắt tóc rồi hả bà lạ? Trời đất ơi, nay sạch sẽ rồi nè, có được không? Phải thương không? Cắt tóc vẽ ra nghe là nha. Ok. Số mừng chị quá rồi. Số mừng chị quá. Là, đợi nay cắt tóc vẽ ra là nha. Nhìn giúp phút này vậy nghe là. Còn nó đang bệnh mà bác ơi. Sổ mũi thôi à. Nó làm bộ lúc nào qua nó cũng làm bộ quá đó. Nó đem đồ chơi chứ bãi chơi. Đem đồ chơi chứ bãi chơi đó. Nó chưa gặp mẹ lần nào cũng mừng. Chưa, mẹ đó mày gặp Bao Là. Lúc mẹ gặp Bao Là lúc nó mấy tuổi hả? Trời Bao Là này cắt tóc. Nó cắt tẻ măng luôn á ta ơi. Quá tẻ rồi. Mừng quá trời. Em khỏe hả? Em cũng ok. Em cũng được rồi. Dạ. Cũng khỏe luôn đó nha. Thấy tướng rồi biết khỏe. Ok, mấy năm? Dạ.
9 năm. Chồng mãi, đâu có. 3 năm hả? À, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Mẹ con có qua đây mà. 3 năm. Mẹ ơi, chú ơi. Mẹ ơi, chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. 3 năm á. 3 năm. Con qua lúc cây 5 tháng rưỡi. Chị xuống thăm em. Đây, lên đây. Ok. Cảm ơn. Quá hồn bận gì nha. Chốt. Quá đẹp đẽ rồi. Kim trước kim qua rồi, em đi kia rồi. Em mới dọn xuống đây. Ừ. Ủa, đây cũng có bếp chứ. Có bếp. Dạ. Ngon quá ha. Đây là bếp chấm đây chị. Bếp chấm nhà mấy. Chỗ nào cũng có bếp chứ. Bếp chấm của em đây. Nhà đẹp quá anh đâu hả? Ờ. Nào mang phái nhà lên phơi ra cũng nọc lắm nha. Ủa, cái tầng trên này nữa đây ngủ nữa giống như ba tầng. Dạ. Yeah. Rồi, thóc ngang ông nội. Cái nhà Florida bên Ngọc đó, nó rộng hơn nhà em. Thế hả? Dạ, yeah, mà nó cũng y vậy đó, chị chạy xe vô dục bước cho nhà. Nhưng mà nhà của ông Ngọc thì không có từng lên. Dạ, yeah, nó không có chiều rộng. Dạ. Má cho người ta mướn không? Dạ. Nhà đẹp để cho người ta ở. Mì Quảng đây con nè. Dạ. À, đây yêu cầu món là mì Quảng đây. Trời nhà đẹp quá. Ở sáng nay tiếp cũng làm đầy đủ hết trơn vậy đó. Quá đã. Chứ trước con đâu qua đâu ăn được đâu nhớ không? Dạ. Chứ đây là hào quyết tâm luôn. Chú bữa giờ đỡ chưa? Quá, chú đỡ lại rồi. Dạ. Mấy bữa nay chú cố gắng ăn uống đi cho nó hồi phục sức khỏe trở lại. Ráng ăn cho mập mập lên chú nha. Ừ, chú phải ăn mập lên chú. Mẹ ơi, gì lít nhỏ mà nó đừng bị nhiều hơn. Xu mà nó đạp, xu mà nó đạp chay đằng xây bay luôn á. Ừ, bay luôn á, mạnh dữ lắm. Ơ trụ 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 con này. Cô lại ghế kìa, cô lại ghế kìa, giận rồi. Ghế giận rồi ngồi tướng. Cầm mấy này để không? Mẹ. Nhúng nhẹo giống ngoại ngoại nó có cái mục mụn ngoài vô đây, nó có cái mọc của mục ngoài vô đây nè ngoại. Nó nói là coi phải nói cái này là mục mụn luôn chứ không muốn ai thấy cái mục này đâu. Vậy hả? Ừ, tại vì nó coi mấy cái YouTube đó, nó đưa nít nó nói chứ không biết gì đâu. Coi phải mụn không chứ còn phải lấy bắt cắp mắt vô chứ còn không là chết người ta thấy liền. À, giờ qua đây bắt 4 rồi đó. Nhưng mà bắt 7 là nhiều ha. Nó có gặp lần nào đâu mà chỉ bật tất cả. Gặp đợi anh lần nào. Chưa, ba chưa gặp Xu. Lúc mà qua là chưa có con Xu. À, đó, cuối cùng đấy là thăm phòng đấy. Thăm phòng. Lên thăm lên xem phòng đi. Không, cô không mệt Phượng ơi. Đi xe rộng rãi mẹ. Đi mấy bạn. Ôi, nhà chú Năm đẹp nhà quá. Năm hôm nay có chỗ nhà tắm. À, cái đó là nhà tắm đó. Mở vô đi. Ồ, nhà tắm rộng rãi quá. Cái này là từ lúc nào con vô con ngủ đây nè. Nè hả, phòng này là con hay hả? Phòng này của con đó. À. Để quên bà ngủ giờ mốt đem bà ngủ về nữa nè. Đó, còn đồ của con trai cũng còn đó, đồ của con trai với con đó, ở trên đó còn á. Đó, phòng này của con đó. Ủa, có cái bàn để như đồ đẹp. Đầy đủ. Nhà rộng rãi con mấy cái bàn gì để. Ủa, nói gì nữa. Cái hai mấy cái phòng bên này cũng vậy luôn, thấy vậy đó. Phòng này à, đó. Có hình Nhung Bình với Lũ Quỳnh. Cái này là phòng cái giường chiếc. À. Để thôi. Mấy phòng được mấy phòng ngủ tất cả? Ba phòng. Phòng nào cũng rộng rãi ha. Tủ rồi, trời, nó làm gì cho hết. Quá đẹp.
Ăn chi cho hết trời ơi, phòng ba phòng luôn. Nhà đẹp quá trời. Ừ. Trời. Quá đẹp luôn. Còn phòng này? Toilet. Toilet hả? Ừ. Ba phòng ở chi cho hết luôn, quá đẹp luôn. Thiết kế thì đẹp ha. Thiết kế đẹp, lại sang trọng. Ok. Rồi. Hôm qua thấy cưng ơi em về ăn tâm được phải không? Quá là ok luôn rồi, còn gì nữa. Đây đều đi trưởng này đó em đi trưởng thôi. Em cố gắng bây giờ đó. Qua mấy chú. Bồ dưỡng này luôn. Em thấy anh sao? Anh thì cũng ok, nhưng cũng đáng lên đi chứ. Anh có 10 nha. Không ai thua ai. Rồi đó mọi người, thì cuối cùng thì cũng qua tới Chicago rồi, rất là vui vẻ. Hy vọng là tất cả những cái video clip tiếp theo này là mọi người có thể đón xem ở kênh Ngọc hoặc là kênh Bình Quỳnh Cuộc Sống Mỹ ở Chicago, để có thể tiếp tục theo dõi những cái hoạt động của gia đình sum họp nha mọi người nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Xin chào cả nhà.